xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình nha. Mình là Lu đây các bạn. Thì bây giờ ngồi ở đây ta uống miếng nước dừa nha. Thì ở đây nước dừa á, mình uống hồi nãy giờ rồi. Thì mình mix nước dừa với hạt chia nè, coconut and chia mix, coconut water, coconut mix with chia, so rất là ngon các bạn. Thì nước dừa nó là một nước uống rất là tự nhiên ha. Nó rất là mát rồi, nói chung là cái nước uống rất là sạch sẽ, cũng như tại vì nước dừa mà ở trong trái dừa thì nó rất là ý diện là rest, rất là ngọt ha, rất là thanh ha. Thì hạt chia này á, nó có rất nhiều omega 3 không ta, cái đó đồng ra quên rồi, omega 3, đúng rồi. Thì cái hạt chia này có cái chất đó là chất xơ gì nữa, nói chung là nhiều lắm ha. Thì mình chỉ nghe thôi, mình chỉ nghe là nó rất là tốt thôi. Rồi cho nên với lại khi mình uống với cái nước dừa thì cảm giác rất là ngon các bạn. Tại nước dừa nó còn ngọt á thì nó sẽ rất là dễ uống. Còn bản thân hạt chia thì nó không có cái mùi vị này gì hết. Nó giống như là hột é vậy các bạn đó. Thì nó chỉ có như vậy thôi. Từ từ để xíu nhé. Rồi. Thì bữa nay là chủ nhật thì nói chung là ở nhà. Để coi bữa nay đã làm gì ta. Sáng ngủ dậy nè, tắm rửa, rồi đánh răng rửa mặt, rồi lên đằng trước chơi. Nhất là đặc biệt là cái thời tiết hiện nay á thì nó gần Noel rồi các bạn, cho nên là thời tiết rất là mát nè, rồi nói chung là cảm giác rất là dễ chịu ha. Tại vì thời tiết không có nắng, trời không có nắng, rồi gió nhẹ nhẹ, rồi cái hơi lạnh á có một xíu gì đó thôi, cho nên làm cho mình cảm giác rất là thích ha các bạn đó. Rồi cái sáng lên ngồi ra, rồi sáng dậy là mẹ đã quét sân rồi, cho nên là ra rồi nhìn cái nhà sạch rất là đẹp luôn, rất là thoáng mát luôn đó các bạn. Mình nghĩ các bạn chắc là cũng biết được cái cảm giác mà y như là không gian nó sạch sẽ thì rất là thích đúng không? Đó thì vậy ha. Rồi để coi buổi chiều coi. Buổi chiều thì trưa thì ăn trưa. Rồi bắt đầu đi chợ. Đi một mình thôi. Nói chung mình đi siêu thị đó. Mình có sở thích rất đặc biệt đó là đi siêu thị. Mặc dù không có mùi hết, không có tiền mua, nhưng mà đi vô đó thì chỉ mua những cái nhỏ như là cốc ổi, rồi mấy cái kẹo, mấy cái sữa, mấy cái bánh nhỏ thôi, khoảng 100 đó lại đó. Thì y như là cái khi mình đi shopping á, đi mua sắm như vậy là mình di chuyển đúng không, là mình đi đúng không, thì đêm đó mình sẽ đi vòng vòng mình coi, thì nói chung là cái cảm giác rất là thích các bạn, thích y như là giống như là xả stress vậy đó. Đó như vậy á thì đó, rất là thích, cho nên mình rất là hay đi siêu thị ha. Nói chung là đi chủ yếu là window shop thôi, đi xem thôi chứ không có đi đâu nhiều, nhưng rất là thích. Rồi về nhà. Vậy thôi. Rồi bây giờ ngồi uống nước dừa nói chuyện với các bạn đây nè. Thì nói chung là chủ nhật thì mình rất thích ở nhà các bạn. Tại vì ví dụ mà mình nghĩ các bạn cũng phải đúng không? Tại vì khi mà những cái ngày thường các bạn đi làm đi học gì đó rất là mệt mỏi, thì thứ bảy chủ nhật đó là cái ngày nghỉ cuối tuần mà gia đình tụ họp ở trong nhà đó, thì mình có thể là đi trò chuyện rồi ăn uống, cảm giác rất là thích ha. Đó. Và mình nghĩ chắc là mình cũng hơi có một chút xíu gì nó bị già đó các bạn. Cho nên là cái thay đổi cái suy nghĩ á, tại vì hồi xưa nha,
Hồi xưa khi mình đi học á, suốt ngày đi ra ngoài, đi với mấy bạn này ha, rồi cứ đi ra ngoài đi, về nhà cũng vậy, về nhà thì cũng chỉ đi đi vòng vòng ở ở xung quanh nhà, có mấy bạn ở nhà, rồi khi mà đi rồi có mấy bạn ở đi học chung nữa đó, cứ alo, ơi đi uống cà phê không mày, uống trà sữa không mày, đi ăn gì không mày đó, chiều chiều là vậy đó. Đó, rất thích đi ra ngoài suốt luôn. Nhưng mà bây giờ thì cảm giác như là cảm giác khi mà mình đi làm rồi, mình không còn không như là không có đi học, không có mà không còn dạng là vô tư, không có như hồi xưa nữa. Thì bây giờ mình đi làm rồi áp lực về công việc, rồi nói chung là đủ thứ đó, rồi đi làm rồi mệt mỏi đó. Thì khi mình về tới nhà cũng như là khi cuối tuần đó, đó là thời gian mình rất thích ở nhà để mà quây quần bên gia đình ha. Đó, không biết các bạn thì sao ha, chắc cũng vậy luôn hả, hay hay là có một cái sở thích gì khác nữa ha. Rất là ngon bạn. Và khi mà mình mua nước dừa á, mình thích ăn cái nè, cái cơm dừa á, rất là ngon, rất là thích ha. Thì khi mà mình mua dừa á, mình sẽ thích cái dừa mà nó có cái trái này, nó cái cơm dừa này nè, nó vừa thôi, nó không có bự quá ăn rất là cứng ha, rồi nó không có dạng là ít cái quá, dạng là cái bị nhão á, cơm bị nhão á, thì ăn sẽ không có ngon. Nó như thế này là ăn rất là ngon, coconut. Thì nói chung dừa này thì sẽ có ở Việt Nam nè, các tỉnh miền Tây Nam Bộ nè, rồi ở đâu nữa ta, ngoài nước ngoài thì có Thái Lan, Philippines đó, thì những cái nước đó Indonesia và thì những cái nước đó thì nó sẽ có coconut ha, coconut tree. Và những cái nước khác xa hơn, những cái nước dạng châu Âu thì sẽ nhập nước dừa qua bên đó, là những sản phẩm như mình làm sản xuất ra từ nước dừa thì nó sẽ nhập qua bên đó. Thì ở những cái nước đó người ta rất thích uống cái dừa, nước dừa các bạn, cái dừa mà nó đóng hộp, nó giống như cái kiểu như là mấy cái nước ép trái cây á, giống như cái kiểu mấy cái nước ép trái cây rồi. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái đó người ta sẽ pha nước hay là một chút gia vị gì đó, nó không còn phải là cái dừa nguyên chất như thế này. Nhưng khoảng 70 hoặc là 80 hoặc 90% thì thành phần chính của nó sẽ là nước dừa, còn những cái phần trăm khác thì nó sẽ là như là nước hay là một cái phụ gia khác ha. Nhưng mà uống cũng rất là ngon các bạn, mình cũng uống rồi. Thì cái đó thì tùy nơi các bạn, tùy nơi như là nhập tới trên đó, như sản xuất là sản xuất từ những cái nước châu Á nhập qua rồi bên đó nó bán khoảng là $3 một cái hộp lớn vậy nè, hộp lớn giống như nước ép cam vậy các bạn, nó giống như vậy á, mà uống rất là ngon. Thì nói chung là nó sẽ không có ngọt nhiều, nó mình uống mình cảm giác nó lợ lợ thôi các bạn. Nhưng ở đây nước dừa chỉ là $1 thôi, cho nên khi mà khách du lịch người ta tới đây, người ta rất thích uống nước dừa đó, đó là cái lý do thì sao ha. Ok, và bây giờ xin chào tạm biệt các bạn nha, và mình sẽ qua những video tiếp theo, và nhớ đăng ký cũng như subscribe ha cái kênh YouTube của mình nha. Bye bye.